Hello, xin chào tất cả bạn. Thì và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái gọi là Selenium, là một cái thư viện của Python. À, nó dùng để làm gì? Nó dùng để là tự động hóa một quá trình duyệt gì đó. Thì ví dụ như là đăng nhập hay là khai báo gì đó. Thì mình vào vấn đề luôn. Thì để có thể mà sử dụng được cái Selenium đó thì đầu tiên các bạn cần phải cài, thứ nhất là cài Python. Ví dụ là Python, các bạn lên trang chủ của Python, các bạn tải tải về, download về. À, tiện sau đó thì các bạn ví dụ như các bạn cần đăng nhập, tự động đăng nhập ở trên quá trình duyệt trôm, thì các bạn lên trên trang, lên Google, các bạn tải là trôm driver, trôm driver. Đấy, các bạn chọn cái đầu tiên, các bạn chọn cái phiên bản là 9.90 này. À, ở đây thì nếu các bạn nào mà dùng Linux thì các bạn chọn cái đầu tiên. Các bạn nào dùng Mac thì chọn qua hai phiên bản này, chấm zip và chấm m1 này. Và mình dùng trên 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 Windows thì mình chọn cái là 32. 32. Sau khi tải xong, đây, các bạn bấm vào, các bạn tải về. Đấy. Tải về xong các bạn giải nén ra. Mình tải về, mình lưu đây. Rồi. Đây. Các bạn tải về xong các bạn có thể là giải nén nó ra, check kia ra. À, do là mình cái này mình tải về rồi nên là mình sẽ không giải nén nữa. Thì để bắt đầu luôn, bắt đầu làm tool luôn, mình tạo một cái file, là file ví dụ như là auto click vào YouTube đi, là khai báo y tế đi, YouTube đi chấm pi nhá. Nó là Python, mình đuôi là chấm pi và mình mở lên. Như để sử dụng được cái Selenium đó thì đầu tiên thì các bạn cần phải khai báo thư viện. À, quên mất, trước hướng dẫn các bạn tải Selenium thì các bạn tải Python xong rồi, các bạn chỉ cần gõ mở command line lên, các bạn gõ là pip pip install Selenium, enter phát. Đấy, do mình tải về rồi nên là nó hiện chữ là requirement already static. Đấy, các bạn để có thể tải được cái Selenium thì các bạn chỉ cần gõ lệnh này thôi. À, sau khi gõ lệnh đấy xong thì các bạn vào mở cái file của mình vừa tạo ra, thì đầu tiên các bạn cần phải khai báo là from Selenium import cái web driver vào. Đấy. Thứ hai, tiếp theo bây giờ mình có thể sử dụng, thứ nhất là để mình có thể mở được cái trôm lên thì mình sử dụng câu lệnh là driver bằng web driver chấm trôm các bạn có thể chạy thử nhé, xem nó mở trình duyệt trôm lên chưa nhé. Mình vào đây, mình vào thư mục của mình chọn đây là chuột phải này. Đấy. Mà terminal lên nhé. Các bạn hãy dùng câu lệnh là command line này nào cũng được này. Nên mình dùng cái Gitbat này thì các bạn chỉ cần sử dụng lệnh là Python nhập cái tên file của mình vào, ví dụ auto và tab một cái enter này. Đấy. Nó tự động mở cái trình duyệt trôm lên cho mình nhé. À, tiếp theo bây giờ mình làm tiếp. Sau khi mở trình duyệt trôm lên xong thì mình lại xét cái window nó, xét cái trình duyệt nó. Ví dụ như là mình xét trình duyệt đó size khoảng là 700 đi, nhân với 700, chiều dài chiều rộng 700. Sau sau khi xét xong cái trình duyệt thì mình thực hiện là mở cái link liên kết lên driver này chấm get. Ví dụ như sau khi vào trôm xong thì ví dụ như mình vào cái trang này youtube.com này, mình chỉ cần điền link vào là xong xong. Đấy. Các bạn cùng thử nhé, mình tiếp tục mình gõ lại lệnh xem nó vào không nhá. Đấy, rồi nó ra in rồi. Đấy. Sau khi mà
khởi động Chrome lên thì mình bắt đầu mình resize nó 700% và mở cái đường link bluetooth.com lên, tức là này đấy, 700% như thế. Tiếp theo bây giờ mình sẽ tiếp tục. Mình sẽ tiếp tục này. Mình chọn vào nghe một cái, mình chọn vào cái này. Mình chọn vào sinh in này. Các bạn chỉ cần F12 lên. Các bạn click vào đây. Đấy. Mình hướng dẫn các bạn nhé, để làm sao mà mình lấy được cái mình click được vào đây. Hoặc là như này, làm này là gì? Các bạn điền, sau khi mở cái trình duyệt lên thì các bạn chỉ điền cái ô ô lệnh này, điền cái những cái từ khóa tìm kiếm này, ví dụ như mình tìm kiếm nhạc trẻ thì mình chọn cái này này, mình F12 lên, inspect này, inspect này. Đấy, để mình kiểm tra nó xem là cái class nó là gì. Đấy, mình chọn ở đây. Đấy, mình có thể xem là class hoặc là name này, class hoặc name hoặc là ID. Name này, mình chọn name nhá, nên là search query này. Đấy, mình vào đây mình gõ này. Sau khi khởi động cái dữ lên thì mình cho nó nghỉ một tí, sleep khoảng 2 sleep khoảng 2 giây đi để cho nó load hết. Mình bị import cái thang mà. Rồi. 2 giây, sau đó mình dùng lệnh là driver chấm xq xe này, qte này, đấy, xq script, script cr à không, chọn name thì mình các bạn chỉ cần là đó đây bài chấm file file element by name thôi, các bạn điền cái name vào và điền một cái từ khóa, ví dụ là điền từ khóa mình dùng dùng lại là Senki. Senki. Rồi, mình điền từ khóa vào này. Từ khóa ví dụ như là em nợ anh. Đây. Ví dụ như là hẹn yêu đi, ví dụ như là từ hẹn yêu đấy. Rồi mình cùng chạy thử nhé, xem nó ra không nhé. Mình tắt đi, mình ra đây mình chạy lại này. Python auto-click mình lên, nó vào trong đấy sau khoảng mình cùng kiểm tra xem nó bị lỗi gì nhá. Hiện tại là đang nhầm gì đây? Doc driver chấm file element by name chấm sanity. Để mình xem lại xem nào. Đúng không? Đây đúng rồi này. Search query mình thử tìm ở đây xem có không nhá. Có mấy cái search query gì? Input name bằng có một cái thôi. Đấy. Mình thì trả lại search query đúng rồi. Mình thêm một cái lệnh không để cho nó đỡ dừng. Input để khi mà mình nhấn enter thì nó mới đều tắt cái trình duyệt đó đi. Chấm quýt ok, mình bắt đầu chạy lại này. Khởi động cũng tốt lên. Nó điền chữ hẹn yêu vào rồi này. Bây giờ mình tiếp tục mình xử lý cái nút là click vào cái nút này. Đây, click vào cái nút này.
button này, ID này. Click vào bốn này để tìm kiếm nhá, tức là ID ấy. Sau khi mình điền xong trong cái ô search đấy thì mình bắt đầu thực hiện là tìm kiếm nó. Sử dụng lệnh là driver.find element by ID. Chấm click ở lấy vào đây để tìm kiếm nhé. Mình cùng chạy lại thôi. Thực hiện mở YouTube lên này, điền chữ hẹn yêu này. Đấy, sau đó ấy hiện là nó tự động còn lấy về nút tìm kiếm này. Sau đó để mình có thể nghe được cái bài thứ hai này, các bạn chỉ cần cờ đây này, chọn nói này. Đấy. Đấy nhá, thì A này. Để có thể được cái ID hay là class của cái này. Đây, có thể đây có class này. Đấy. Thì các bạn chọn lấy cái class này. Xem bên dưới bị trùng nhá. Ồ, nó vẫn bị trùng này. Đấy, thế mình lấy cái này đi. Đây. ID video title đây. Chắc nó chỉ một cái thôi. Mình kiểm tra xem là có mấy cái nhá. Và thăng này. Đấy, có một cái thôi. Thì bây giờ mình sau khi mà tìm kiếm xong thì mình click vào cái này để mình nghe nhá. Mình sử dụng tiếp câu lệnh này. Driver.find này. Find element ID. Tiếp tục thực hiện cái này. Và chấm click. Rồi. Sau khi bấm tìm kiếm xong nhé, thì mình đợi khoảng 2 giây nữa để nó loát hết ra. Loát hết ra bắt đầu mình mới thực hiện là có link vào cái đấy để mình nghe nhé. Tắt đi. À, thôi cái này mình cứ để full đi, chả để 1.200 đi. Cho nó màn hình cho to một chút. Bắt đầu thực hiện này. Thực hiện mở Chrome lên này, truy cập vào YouTube này. Sau đó sau khoảng 2 giây điền chữ hẹn yêu và bấm nút tìm kiếm và thực hiện. Đang bị lỗi gì rồi? Để mình kiểm tra lại các phần tử này xem sao. Đây. Các bạn có thể để có thể lấy được ấy thì các bạn click vào chuột phải này, đây này, ví dụ như cái này đi, đây ví dụ như cái này các bạn chuột phải là chọn là copy này, zip path này. Đấy. Qua bên này chúng click xem nhé. Giới thiệu Neo QLED 8K, công nghệ hình ảnh đỉnh cao nhờ quan. Ví dụ đấy, mình thực hiện này. Đấy. Đây là một đoạn mã của GS. Thì sau khi mà mình truy cập tìm bấm nút tìm kiếm xong ấy thì mình thực hiện là bấm một cái link YouTube mà mình cần nghe ấy. Thì ví dụ như là để chạy được cái đấy thì mình sử dụng câu lệnh driver.h xq.script. Paste cái đường này link đi vào. Rồi. Cái đoạn này là dùng để thực hiện các cái câu lệnh ZF. Các bạn có thể thử những đoạn này này. Mình lưu lên. Thực hiện này. Nghiện sử dụng câu lệnh của ZF này. Qua đoạn này này. Thực hiện tìm tới cái name input
sau đó điền keysort vào ô đó. Rồi. Bây mình chạy thử nhé, xem nó nghe được không chứ nhé. Rồi. Loát gì tốt lên. Sau đó điền vào chữ hẹn yêu, sau đó bấm nút tìm kiếm và bấm nút nghe. Giới thiệu Neo QLED 8K, công nghệ hình ảnh đỉnh cao nhờ Quantum Mini LED tinh dạng thiết kế để đấy. Đó. Mình cũng có thể áp dụng nó cho Facebook luôn nhé. Ví dụ nhé. Cho nó lại. Quay vào 5 phút rồi nhỉ? 16 phút rồi nhỉ?